quý vị, hôm nay là chiều thứ Năm, ngày 9 tháng 3 năm 2023, nhận được tin khẩn cấp về tình trạng bão lụt ở trong vùng vịnh nói riêng và toàn Cali nói chung. Chúng tôi có cuộc trao đổi với viên chức của quận hạt Santa Clara về tình trạng khẩn cấp nói trên. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý vị lắng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi về tình trạng làm sao mình chuẩn bị phòng chống cho tình hình lũ lụt hiện nay. Cái tình trạng thời tiết rất là khắc nghiệt gần đây thì bên văn phòng mà điều hành tình trạng khẩn cấp cũng vừa ra một cái thông cáo báo chí để báo động về lũ lụt cho toàn vùng vịnh San Francisco bắt đầu từ chiều thứ Năm cho đến sáng Chủ nhật, thì sẽ có những cái rủi ro về gió mưa dông bão. Và cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã ban hành cái báo động lũ lụt cho toàn vùng vịnh cũng là từ thứ Năm cho đến Chủ nhật ngày 12 tháng 3. Mọi người đều được khuyến khích phải bắt đầu áp dụng những cái biện pháp phòng chống ngay để đối phó với thiên tai kéo dài trong nhiều ngày. Và lượng mưa, tuyết, tan sẽ đưa đến từ tình trạng cái mực nước sông, suối và lạch trong khu vực được dâng cao một cách nhanh chóng. Nước mà ứ động trong những cái vùng trũng thấp và thoát nước yếu bao gồm các ống cống và các cái hệ thống thoát nước mưa gần như bị nghẹt sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những khu xóm và đường xá trong hạt Santa Clara. Đường xá ngập lụt bao gồm cả lũ quét sẽ xảy ra và có thể làm cho việc di chuyển bị chậm lại. Mưa lớn trên các khu vực vừa bị cháy rừng vừa qua đó cũng có thể tạo ra những cái dòng nước ngập ngụa bùn và rác rưởi. Hỗ trợ gia cư cũng khuyến khích cư dân và người vô gia cư hãy đề phòng tình trạng thân nhiệt bị hạ và hãy tìm đến những cái trung tâm sưởi ấm. Thì người vô gia cư ở San Jose có thể gọi đường dây giới thiệu chỗ ngủ tại địa điểm sưởi ấm qua đêm ở số 408-539-2105. Và người vô gia cư ở cái khu vực Morgan Hill, Gilroy và San Martin thì nên đi tìm những chỗ tạm trú qua đêm ở Community Christian Church Overnight Warming Location ở địa chỉ là 17640 Crest Avenue ở Morgan Hill. Chúng tôi cũng có một danh sách sưởi ấm qua đêm, thì tất cả 7 thư viện của quận hạt đều sẽ trở thành những cái trung tâm sưởi ấm qua đêm bắt đầu từ ngày thứ Năm. Và quý vị có thể lên cái trang mạng www.preparecc.org/coldweather để có được danh sách đầy đủ các địa điểm và ngày giờ mà quý vị thuận tiện cho quý vị. Văn phòng điều hành khẩn cấp cũng có một số hướng dẫn để giúp cho chúng ta giữ được an toàn trong cái thời gian mà có lũ lụt, dông gió. Ngoài ra cũng phải đề phòng cái tình trạng bị hạ thân nhiệt với khi mà thấy có những người có những cái triệu chứng như là bị lú lẫn, rồi nói lắp bắp, lầm bầm, buồn ngủ hoặc là mất dần ý thức đó. Thì đó có thể là những cái tình trạng mà người ta gọi là bị hạ thân nhiệt cần được cấp cứu, thì quý vị phải gọi ngay cho những cái bác sĩ hoặc là gọi cho 911 để giúp cho người này được đưa vào bệnh viện được cấp cứu khẩn cấp. Kính thưa quý vị, vừa rồi là thông báo khẩn cấp từ quận hạt Santa Clara về tình trạng bão lụt kéo dài từ ngày chiều thứ Năm cho tới Chủ nhật. Nhưng quý vị lưu ý có 2 ngày có thể có mưa bão nhiều hơn, nó bắt đầu là từ chiều thứ Năm và cho đến hết ngày thứ Sáu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phóng sự của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần tới.